Như các bạn cũng đã biết, quạt trần là một thiết bị được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Chúng ta có thể bắt gặp quạt trần ở nhà, ở trường học, công ty hay nhiều các địa điểm khác nữa. Và ngày nay khi mà thời thế thay đổi thì nhu cầu sử dụng của con người cũng thay đổi theo. Chính vì vậy mà quạt trần được thiết kế một cách ứng biến nhất, làm sao đảm bảo được các tính năng vốn có của nó nhưng vẫn đáp ứng được cả về tính thẩm mỹ nữa. Và để tìm hiểu rõ hơn, chi tiết hơn thì chúng ta hãy cùng tới tham quan showroom Mr. Vũ, quạt trần cho người giàu. Nằm tại số 4 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, tòa nhà 7 tầng màu đỏ nổi bật dựng ngã tư chính là showroom quạt trần Mr. Vũ. Với diện tích rộng 562m², showroom được xây dựng với tiêu chuẩn 3D, độc, đa dạng và đặc biệt, với đầy đủ tiện nghi, cơ sở vật chất sang trọng. Các sản phẩm được trưng bày tại showroom cam kết mang đến chất lượng, kiểu dáng và mẫu mã mới nhất, với định hướng đưa đến cho quý khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm. Quạt trần Mr. Vũ là nơi cung cấp đủ các loại quạt trần được thiết kế phù hợp với mọi không gian nội thất. Điều đặc biệt khi đến với quạt trần Mr. Vũ chính là slogan thương hiệu quạt trần cho người giàu. Slogan này rất dễ gây hiểu lầm, nhưng thực tế từ giàu mà showroom dùng đó là giàu tri thức, giàu về độ tinh tế, khéo léo. Mỗi khách hàng là một vị khách giàu có. Bởi lẽ, quạt trần Mr. Vũ là sản phẩm kết hợp giữa chức năng làm mát và chiếu sáng, nên khi lựa chọn, mỗi vị khách đều bỏ thời gian và tâm huyết để tìm kiếm. Quạt trần không những làm thay đổi không gian mà còn nói lên đẳng cấp, tính cách của người sở hữu. Quạt trần Mr. Vũ khẳng định không bán quạt cho riêng người giàu mà khiến cho mỗi vị khách khi đặt chân vào showroom đều là người giàu có. Quạt trần Mr. Vũ hoạt động phân phối các thiết bị trong lĩnh vực nội thất, xây dựng gồm quạt trần trang trí nội, ngoại thất cao cấp như quạt trần đèn chùm các loại, quạt bàn, quạt cây, quạt ốp sa trần, cung cấp quạt trần cho công trình như nhà hàng, khách sạn, quán cà phê. Quạt trần Mr. Vũ được thiết kế cầu kỳ với tính đối xứng hài hòa, hình phối mềm mại, bay bọc, có tuổi thọ cao hơn so với các quạt thông thường khác do được làm từ kim loại đặc biệt như đồng nguyên chất 100%, có tính đàn hồi cao, khả năng chống ăn mòn và dễ dàng gia công cùng các vật liệu như gỗ plywood, nhựa PC, nhựa ABS, kèm theo đó là các loại động cơ hoạt động năng suất, hiệu quả. Không giống như nhiều loại quạt trần truyền thống, quạt trần Mr. Vũ được trang bị điều khiển từ xa, cho phép người dùng điều chỉnh bằng tay rất dễ dàng và nhanh chóng. Quạt trần Villa là sản phẩm có thiết kế sang trọng và đẳng cấp, vừa có khả năng làm mát, vừa chiếu sáng giúp tôn lên vẻ đẹp sang trọng cho không gian sống. Điểm đặc biệt của quạt trần Villa chính là động cơ lớn nên tạo ra lượng gió rất tốt mà không gây tiếng ồn. Cánh gỗ với chất liệu gỗ tự nhiên làm hạn chế ẩm mốc, mối mọt, tạo độ bền đẹp theo thời gian. Trao đèn của quạt được làm bằng đá cẩm thạch với những hoa văn có đường nét tỉ mỉ và đầy tinh tế, toát lên vẻ đẹp huyền bí, cổ điển. Quạt trần Sol lấy ý tưởng từ bông hoa hướng dương với thiết kế 5 lá ôm trọn lấy ánh sáng. Khi quạt quay, cánh quạt từ từ bung ra như một bông hoa rực rỡ khoe vẻ đẹp khắp căn phòng. Tay cánh quạt được làm bằng chất liệu thép chống oxy hóa, đây là điểm khác biệt của quạt trần Sol. Quạt thích hợp dùng để trang trí trong phòng khách, phòng ăn, tạo nên sự ấm áp, gắn kết cho không gian. Quạt trần Shimmer, chiếc quạt mang hình dáng giống với hình ảnh những cây cổ thụ huyền thoại của rừng Na Uy. Bởi gió của quạt đem đến cho khách hàng cảm giác như đang được thả hồn vào giữa thiên nhiên xanh mộng. Ngoài ra, còn nhiều mẫu sản phẩm khác như quạt trần Queen, quạt trần cánh cụt xòe Fiore, quạt bàn Memory, quạt cây Windy và nhiều sản phẩm khác. Quạt trần Mr. Vũ luôn tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất quạt trang trí cao cấp, chất lượng số 1 tại Việt Nam, cam kết đem tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Quạt trần Mr. Vũ, trao niềm tin, lấy uy tín.